Rồi, mua con này không có mua 10% nữa mà mua 7% thôi. Có 7% thôi. Con này là cũng chuyển đổi chiến thuật luôn. Nó vừa con cái đầu là một táng luôn nha anh em ơi. Vừa con cái đầu là táng đánh bốp phát vô mõm nó liền. À, lên không? Cái dương đông kích tây đánh vậy đó. Rồi, táng đi. Quăng đi, táng liền. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên quân game MU Việt Nam nha anh em ơi. Thì hôm trước mình có làm một video cái lúc mà nó open á. Thì đến giờ mình vẫn chưa có làm một video nào về cái game này nữa, bên con game này. Thì hôm nay mình thấy bên con game này nó có cái một cái tính năng rất là hay, đó là cái vũ khí dòng cấp 2 á. Ở mấy con game mà lâu nay mình làm không có. Cho nên hôm nay mình làm một video là ép vũ khí dòng cấp 2 nha. Đây, thì giống như hai cái vuốt của mình, đây là vũ khí dòng cấp 2 nha anh em ơi. Và cái hiệu ứng của nó anh em thấy từ cái trên mà cái chỗ mình đeo. Cái chỗ mình đeo này. Với lại trên ở ngoài luôn, để mình phóng to này. Đây đây. Đó anh em thấy không? Anh em thấy cái hiệu ứng của vũ khí dòng cấp 2 nó chạy không? Đó, nó chạy từ trên xuống dưới, và ở trên này nó cũng chạy từ trên xuống dưới. Nhìn khá là đẹp và khá là ngầu nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là ép từ vũ khí dòng cấp 1 lên vũ khí dòng cấp 2 để test cho anh em xem luôn là cái tỷ lệ là nó dễ lên hay không. Thì nguyên liệu thì bắt buộc là phải có vũ khí dòng cấp cấp 1 rồi. Và các loại ngọc, các cục ngọc đây. Thì mình sẽ ra hai loại trước đi, và cái nguyên liệu của nó để đó nữa là cái siêu mảnh thần bí ở đây, để kiểu là cái công thức để ép lên vũ khí dòng cấp 2 đó, và ba bốn loại cục ngọc, có nghĩa là cục ngọc trao này, rồi ngọc tâm linh này, rồi ngọc ước nguyện này, rồi ngọc sáng tạo này, và một cái vũ khí dòng cấp 1 là cộng 10 cộng 11 đó. Đây là một cái vũ khí dòng cấp 1 là cộng 11 đó. Và phải có ốp đó. Đây đây, ở cái công thức này nó có ghi sẵn hết rồi. Thì bây giờ là mình đang còn thiếu ngọc sáng tạo và trao nữa. Thì anh em đây này. Cái đồ mà nó giống như đồ của mình nhá, đây là ở hai cái shop đầu tiên đó, là nó đã bán đồ 380 đây này, nó đã bán rồi, nó bán trong shop bằng WeCoin. Nguyên liệu thì nó có nguyên liệu của Win, là có Win 2.5 rồi, nó bán trong này, học thì bán trong này rồi. Đây thì đồ nó đã bán trong này rồi. Đây là con nó bán shop thôi. Còn đây bên này là cũng một shop nữa, là đã bán bộ đồ 380 là đã bán trong shop này rồi. Thì bây giờ là đã được hỗ trợ tân thủ anh em mới tạo, là đã được hỗ trợ reset và hỗ trợ WeCoin. Rất tiện cho anh em mới. Thì đây. Cái nguyên liệu ở cái Win 2.5 đây là nó cũng bán bằng WeCoin luôn rồi nha. Còn đây shop này là shop WeCoin luôn. Nó bán tất cả các loại ngọc, và cái mảnh mà để mảnh siêu mảnh thần bí này để ép vũ khí dòng đó, nó cũng bán trong này. Và bây giờ mình sẽ đi mua cục ngọc trao này, và rare phải không? Giờ mình mua nhiều lên chút xíu. Bao nhiêu lần ta? 2, 4, 6, 8. Một lần nữa này. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ về mình dứt cho anh em xem. Tỷ lệ là
chắc là phải được 40% đấy anh em ơi. Và cái tỷ lệ mà nó lên đó là bao nhiêu mới còn là quan trọng. Bây giờ mình sẽ cắt bớt đi. Cái dòng là cấp 2 là nó khá là chất, nên là tỷ lệ là nó vẫn phải là chua rồi. Giờ bỏ vào đó, thì bây giờ là bỏ thêm cái này vào nữa, đó là nó sẽ hiện ra đúng các cái nha. Một cục ngọc nè, hai cục ngọc nè, ba cục ngọc nè, bốn cục ngọc nè, thì cái tỷ lệ của nó là 40% nha anh em ơi. Và mình sẽ để vậy mình đập luôn đó. Không chống dương nó không cho được, đúng rồi, ngọt này nhất luôn nha. Em thấy con pet của mình ngầu chưa, mới đập trứng nha. Đó hai này mình cũng canh thôi, nói chung canh cái 3 lần này là nó cái tỷ lệ rồi. Ngọt này, hai này, con tắc kè ho, một nó đang bảo vệ mình đấy anh em ơi. Chó nào đến gần, chó nào đến gần, chó nào đến gần, nó đang nói vậy đó. Ê 3 lần kìa, dứt ấp ấp quá, không thể hấp tấp như vậy được anh em ơi. Thì bây giờ cái này thì mình chỉ bỏ cái ngọc tỷ lệ vào xem được không nha. Thì, mua một cái này có lên một cái 7% thôi. Thì bây giờ có tiếp. Ồ thiếu 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 không, thiếu chỗ bổ ít. Thì cái tỷ lệ mà mình ép lên đó là nó sẽ dăm đôn là ra của các class nha anh em ơi. Có nghĩa là mình ép bằng cái gậy dòng này thì nó lên nó sẽ ra dăm đôn, thế là sẽ ra cái class khác hoặc là class nào đó, không phải là đây 47% đi. Thì có tắc kè của người kia ai nè, nó đứng nó bảo vệ ọt ai nè chức ôi. Là tỷ lệ nó hơi bị khó đó nha anh em ơi, 47% mà tỷ lệ nó vậy là cũng ở đấy. Đấy cái kiếm dòng huyền thoại mình ép thử xem. Ở đây cái bùa này đi, đây 10% luôn. Ủa khi dòng cấp 2 là nó chạy khá là chất. Đây, tiếp tục. Game này là chủ yếu là cày quy coin để mua đồ thôi anh em ơi. Nó bán bằng trong top hết rồi. Rồi 50% đi. Một này, ăn tiếp. Rồi tắc kè chuẩn bị làm nhiệm vụ bảo vệ. Ai? Đó, quay quay nhảy nhảy đó. Một, hai này, chức quay. Anh em thấy kinh chưa, kiếm dòng cấp 2 nha, kiếm dòng nha, kiếm dòng cấp 2, anh em nhìn thấy nó chất chưa, đó đó nhìn nó chạy chưa, đó là chất luôn đó. Thì cái hiệu ứng của cái vũ khí dòng cấp 2 á là nó sẽ như vậy. Thì mỗi loại nó sẽ có cái hiệu ứng chạy từ trên xuống dưới. Cái kiếm ngon 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 ngon. Thì ép kiếm. À lúc nãy nó lại ra kiếm này, hên chưa? Bây giờ làm thêm cái kiếm nữa nha. Làm thêm đi. Bây giờ tỷ lệ 50% có khi là sẽ ngon. 50% đi.
Làm lên cái nữa coi, lên cái cặp kiếm coi. Cặp kiếm còn đủ bộ đủ cặp nhé. Tỷ lệ 50 có dễ lên thôi này anh em ơi. F40 giống như lúc nãy nha. Rồi, tiếp tục. Một. Hai lần. Một. Hai. Chức. Toang rồi, toang rồi. Không dễ, không dễ. Được cái kiếm là chốc cha chốc vẫy đó. Bây giờ mình sẽ ép cái gậy. Xem nó hên không, gậy nó hên hơn không. Thay đổi chiến thuật chút xíu. Rồi, mua. Cái này không có mua 10% nữa mà mua 7% thôi. Có 7% thôi. À, có này là cũng chuyển đổi chiến thuật luôn. Nó vừa quăng cái đầu là mình tán luôn nha anh em ơi. Vừa quăng cái đầu là tán đánh bốp phát vô mõm nó liền. À, lên không? Cái dương đông kích tây đánh vậy đó. Rồi, tán đi. Quăng đi, tán liền. Thay đổi chiến thuật cái là dính liền anh em thấy kinh chưa? Mình phải gọi là dương đông kích tây đó. Đó. Anh em thấy cái nỏ dòng cấp 2 chất chưa? Cái nỏ dòng cấp 2 chất chưa? Nó gọi là phải là chất chất như nước cất nha anh em ơi. Đó, anh em nhìn thấy kinh chưa? Ồ, cái này đẹp, cái này đẹp. Nỏ dòng cấp 2 nó cũng có cái hiệu ứng như vậy. Đó, đó. À, nó chạy từ trên nó chạy xuống, khá là chất. À, vậy không chơi ép cái đầu nhỉ. Đó, bộ sưu tập. Bây giờ lại lấy cái nỏ đập và nó lại ra cái gì? Hên xui mà, tỷ lệ hên xui mà. Rồi là cũng 7%. Cái chiến thuật này nó đang hên thì bây giờ mình sẽ cái đầu tiên là tán luôn, cái đầu tiên tán luôn. Tán cho nó trở tay không kịp ấy, anh em ơi. Bây giờ là phải chơi vậy. Không cho mày trở tay luôn. Để 3 lần là nó trở tay được. Rồi, ném ra cái đầu tiên rồi. Ném cái đầu tiên. chiến thuật mới, chiến thuật mới. Đó, đó, anh em thấy chất chưa? Cái này là cái gậy nha. Cái gậy, gậy. À, bà mẹ nó này. Lấy gậy thì đập ra nỏ, mà lấy nỏ thì đập ra gậy. Đó, đó, anh em thấy gậy giờ này cắt hai chất chưa? Nó đi vào cái bài rồi. Đập ít nó thành cái bài luôn rồi. Đó, thành bộ sưu tập nha. Đó, anh em thấy bộ sưu tập đẹp chưa? Bây giờ đập được thêm một cái kiếm nữa là mình sẽ ưng không đập nữa để dành nguyên liệu. Bây giờ là sẽ lấy cái dòng chưa lên được phát nào. À, mẹ đó. Rồi, 7% tiếp. Chứ cái đầu tiên mà tán không nói nhiều. Rồi. Có vẻ như hôm nay ngày may mắn anh em ơi. May mắn. Lâu lâu cũng phải có ngày may mắn chứ. Đen đen hỏi sao. Đó, 47 lần. Cái đầu tiên đi. Đâu không có thể theo cái bài cũ được. Bây giờ là phải có chiến thuật mới đi anh em ơi. Chiến thuật cũ là không được. Rồi chiến thuật mới là gì ta? À, cái gậy dòng chưa bao giờ nó lên ta. Ồ, hết hết hết. Bây giờ là còn thiếu hoặc tâm linh. Ê, hai em anh ơi. Giật tép. Rồi, ai đứng con này? Hai, ba này. Hai. Một. Rồi. Bây giờ về tiếp. Giờ sẽ tiếp làm thêm một cái nữa. Ui. Cái này không bùa bùa luôn. Thử xem nó ra không.
Rồi phải chơi chiến thuật ngược đời đi. Đợi lại chút xíu, cái nào tin? Cái nào tin? Không vội quá, dục tốc là bất đạt. Không được, không được nha, không được như vậy. Không có được vậy nha. Nó có rồi, kiếm có rồi, gậy có rồi, cốt có rồi, còn thiếu trượng. Hy vọng là nó đập trượng nó sẽ ra trượng luôn. Con này phải chơi ngọc tỷ lệ đi. Ngọc tỷ lệ là không 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 lên nói đâu. Rồi. Bốn mươi bảy phần trăm cái đầu tiên. Không nói nhiều. Ra trượng liền, anh em thấy chưa? Tập trượng là nó sẽ ra trượng. Đó, trượng này thì nhìn nó không có đẹp lắm, tại vì nó chạy cái hiệu ứng của nó có chút xíu à. Nhưng mà nó chất anh em ơi. Không cần biết là sao, chất là được rồi. Vũ khí dòng cấp 2, anh bộ sưu tập luôn rồi. Bây giờ là còn thiếu cái gì nữa ta? Được rồi, gậy rồi. Làm cái nữa. Cái cuối nha. Cái cuối thôi. Cái cuối thì lên nữa. Kỳ lắm, tại vì cái này mình cái mùi nó hơi thơm thơm rồi. Ôi, cái này lại chơi ngược chiến thuật đi, lại ném ba lần. Nhất, một, hai, nhất. Đáng lên, đáng hên mà lại còn thay đổi chiến thuật. À mà, thích thể hiện kìa. Thích khác người này kia. Con, đó, thôi, không đập nữa anh em ơi. Thì tình hình là mình đập là nói chung là cũng khá là may mắn chứ không phải là xui đâu. Tại vì mình lên được 4 món luôn, 4 lần luôn. Mà mình anh em thấy cái nỏ nó chất đâu. Cái nỏ này phải nói là có chất luôn chứ không phải chất nữa. Đó, bây giờ mình sẽ đâu ra đây. Cái này là nó chưa có phải đập lên cộng đó mới xài được. Gậy này để cho DL này. Được, này để cho sum PK F đó. Nó phải thế rồi đó, bắt đầu nó phải thế đó. Rồi, video mình lại xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Thì bên game này mình thấy khá là hay, thì mình sẽ đánh giá, mình sẽ làm thêm nhiều video về con game này nữa cho anh em xem. Để em nào làm video test từng loại vũ khí dòng cấp 2 xem nó cái nào ngon nha. Thôi, bye bye anh em nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha.